đánh cái này là đánh thẳng đánh dễ thôi nha, cái này là cái shot này là dễ nhất á, nhưng mà nó dễ nó khó tại vì con phải đánh ở dưới thì nó mới dừng lại. Để trên đánh giá mà trái này mỗi lần con đánh là trái trắng này nó bật vô luôn là con thua. Ngoài viên con mà đứng chỗ nó chơi luôn lại. Đánh là bo rồi. Vô hai thôi, bây giờ mày chỉ còn hai thôi. Làm trái nữa đi, làm trái có khó nữa đi. Thể hiện giáo viên đẳng cấp. Ông muốn học góc không là đánh góc đi. Nè, ví dụ này, tại sao mà ví dụ như cái này nằm đây được. Mà ở con đánh là đánh cái này xuống tức dưới đây. Thì không phải đánh cái banh này. Cái này đi góc này thì nó mới đẩy cái banh này thẳng xuống dưới đó. Thấy không? Nhưng mà cái tỷ lệ góc đó là khó. Không phải đánh đúng là nhẹ, tại vì đánh lên một cái là nó ra đó. Thấy không? Cho nên là cái này là để 80 còn 20. Thấy không? Mình đi là 3 tiếng đúng không? 2 tiếng rưỡi. Có nghĩa là ông muốn làm bánh mì xong rồi để... Ý là cái thời gian ăn đó, cái thời gian vô quán ăn thì ông làm luôn, khỏi vô quán. Nhưng mà cháu đừng lo là vì anh Hải cố là không vô cháu. Chưa không?